Hệ thống của chúng ta đã bắt đầu được tiếp năng lượng và bắt đầu lại. Xin các bạn tạm dừng đũa trong giây lát để chúng ta nhập cái code 104506 và cái đăng nhập cái tên của mình ạ. Chúng ta cần một cái tên để định danh xem ai sẽ là người chiến thắng trong cái quiz này. Các bạn đã vào được chưa ạ? Vâng, đã có khoảng đây là số người đã đăng ký được vào sẽ hiện lên ở dưới đáy màn hình. Vâng. Chúng tôi sẽ bắt đầu cái quiz của mình. Câu đầu tiên ạ, biến cố tim mạch đầu tiên xuất hiện ở người đái tháo đường thường gặp nhất là gì? Hội chứng vành cấp, bệnh mạch vành mãn tính, suy tim, tai biến mạch não hay bệnh động mạch ngoại vi? Vâng, cảm ơn các bạn. Cái chủ đề này chúng ta cũng đã biết rồi. Thực ra câu chuyện chính là bệnh động mạch ngoại vi. Như chúng ta đã biết thì đây là cái bảng để cho chúng ta nhìn thấy những cái biến cố nào nó xuất hiện đầu tiên ở những bệnh nhân đái tháo đường. Và rõ ràng là bệnh động mạch ngoại vi sẽ là cái biểu hiện gặp nhiều nhất. Đối với cả các cái biến cố tim mạch chung ấy, thì không những là có câu chuyện liên quan đến các biến cố tim mạch chính như là tử vong, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch não, chúng ta còn gặp nữa một cái câu chuyện là liên quan đến suy tim, chiếm cỡ khoảng từ 15 đến 16% các câu chuyện đó. Thế thì bên cạnh những cái bệnh lý mà như chúng ta vừa nói thì chúng ta còn thấy là gì ạ? Đối với cả cái câu chuyện là chúng ta đang quan tâm đến bệnh lý tim mạch nhưng mà còn những cái bệnh lý mạch máu nhỏ ở những bệnh nhân mà đái tháo đường, ví dụ như là suy thận hay là bệnh lý võng mạc hoặc bệnh lý thần kinh ngoại vi, và chính những cái bệnh lý mạch máu nhỏ đó nó sẽ làm gia tăng đáng kể các nguy cơ biến cố mạch máu lớn. Như chúng ta nhìn thấy ở đây, nếu mà cái số lượng mạch máu nhỏ mà tăng lên thì tỷ lệ các biến cố mạch máu lớn là tăng lên, và đó là lý do vì sao mà đối với cả bệnh nhân đái tháo đường chúng ta còn cần phải quan tâm chú ý để phòng ngừa cũng như là điều chỉnh các biến cố mạch máu nhỏ như vậy. Đây là một cái sơ đồ mà chúng tôi đã một số lần đã trình bày và chia sẻ với các bạn đồng nghiệp. Tức là nếu như đối với cả đái tháo đường type 2, bệnh nhân có cỡ khoảng sau từ 8 đến 10 năm, thì lúc đó cái nguy cơ tim mạch nó bắt đầu mới tăng vọt lên, giống như là chúng ta có một cái nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên là nếu chúng ta có các biến cố mạch máu nhỏ, chúng ta có protein niệu hoặc là mức lọc cầu thận giảm, thì lúc đó cái nguy cơ tim mạch nó sẽ tăng lên một cách đáng kể. Và đó là mục tiêu vì sao chúng ta cần phải giải quyết là phòng ngừa các biến cố mạch máu nhỏ để mà ngăn ngừa các bệnh máu lớn. Và nếu chúng ta kiểm soát được câu chuyện này thì thực chất của vấn đề là chúng ta có thể đảo ngược lại được cái tiến trình sơ vữa trên một cái bệnh nhân đái tháo đường. Đây là cái hình ảnh mà cho chúng ta có thể nhìn thấy, nếu xuất hiện các biến cố mạch máu nhỏ, tỷ lệ biến cố nó sẽ gia tăng và làm cho chúng ta đánh mất đi cái cơ hội mà dự phòng và chữa các biến cố mạch máu lớn cho người bệnh. Và kể cả khi là gì ạ? Là nếu như bệnh nhân đã suy thận rồi, chúng ta có thể thấy ngay một vấn đề là một bệnh nhân đái tháo đường đã có bệnh thận mãn tính, thì lúc đó mọi cái câu chuyện kiểm soát, ví dụ như chúng ta thường làm là kiểm soát huyết áp, nó không hề làm giảm cái tử vong của bệnh nhân tim mạch. Và như vậy là chúng ta làm chỉ để điều trị một vài con số, chứ nó không thể làm thay đổi được cục diện của vấn đề. Hay nói khác đi là chúng ta làm thế nào thì làm, cố gắng chúng ta làm ngăn ngừa các biến cố mạch thận ở bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Và đây là một cái nghiên cứu tổ hợp khác thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta xem xét thì yếu tố nguy cơ tim mạch chính bao gồm có tăng HB1C, tăng LC cholesterol, tăng huyết áp, hút thuốc và albumin niệu, và chúng ta cố gắng kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ này ở những bệnh nhân đái tháo đường, thì càng kiểm soát nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta cũng sẽ làm càng làm giảm biến cố. Và trong đó chúng ta có thể thấy là kể cả chúng ta làm kiểm soát được albumin niệu, cũng đó cũng chính là bảo vệ tim mạch của bệnh nhân đái tháo đường. Hay nói khác đi, những cái thứ thuốc mà chúng ta đang xem xét để điều trị đái tháo đường, giống như phần trình bày phó giáo sư Hùng, chúng ta còn cần phải để ý xem là liệu bệnh nhân có được hưởng lợi gì và cái tác dụng bảo vệ thận ở các nhóm thuốc này là như thế nào.
Một cái lược đồ khác để cho chúng ta nhìn thấy có những cái cơ chế hết sức phức tạp và nối kết nhau giữa câu chuyện suy tim và suy thận. Và đó chính là lý do mà vì sao nếu chúng ta ngăn ngừa được biến cố suy tim, xin lỗi là ngăn ngừa được biến cố suy thận, cũng sẽ chính là ngăn ngừa biến cố suy tim ở những bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy, rõ ràng ở trên một bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta, tùy theo cái thời gian bị mắc đái tháo đường là bao nhiêu, chúng ta sẽ phải đối mặt với một loạt các gánh nặng kép, bao gồm có các yếu tố nguy cơ tim mạch cho đến các biến cố ở trên mạch máu nhỏ và cuối cùng là các biến cố trên mạch máu lớn. Và để mà thực sự mà giải quyết được các câu chuyện này thì rõ ràng là chúng ta phải ngăn ngừa các biến cố, các yếu tố nguy cơ truyền thống, và chúng ta cũng phải đề phòng các biến cố ở trên mạch máu nhỏ để trên cơ sở đó ngăn ngừa đến mạch máu lớn. Vậy thì hiệu quả thực sự của chuyện kiểm soát yếu tố nguy cơ như này là như thế nào? Thì đây là một cái bảng thống kê để cho chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện tối ưu các cái yếu tố nguy cơ ở trên một bệnh nhân đái tháo đường qua cái thử nghiệm Paris 2D. Và chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta càng kiểm soát nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch thì rõ ràng là tỷ lệ biến cố liên quan đến các biến cố mạch máu, gọi là biến cố tim mạch chính ạ, tử vong, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, nó sẽ giảm đi một cách rõ rệt. Và đây là các cái đích để kiểm soát và cho chúng ta nhìn thấy khá là gần gũi với những gì mà chúng ta đang điều trị hiện nay. Nếu chúng ta xem xét ở một khía cạnh khác, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta kiểm soát chặt chẽ tất cả yếu tố nguy cơ thì không những là chúng ta làm giảm các biến cố nguy cơ tim mạch lớn mà chúng ta còn làm giảm cả các biến cố nguy cơ tim mạch nhỏ với cái tỷ lệ Hazard ratio khá là gần nhau. Như vậy rõ ràng đối với cả một bệnh nhân mà đái tháo đường, chúng ta cần phải kiểm soát tất cả yếu tố này, bao gồm có từ tăng huyết áp, LC cholesterol, HB1C đến những yếu tố khác. Vậy chúng ta sang một câu hỏi thứ hai cũng tương tự như vậy và cùng cái cốt như vậy, là nếu bây giờ chúng ta kiểm soát các yếu tố đó thì lợi ích giảm biến cố tim mạch lớn nhất ở bệnh nhân đái tháo đường đến từ chiến lược nào dưới đây? Chúng ta có là gì ạ? Là chiến lược kiểm soát huyết áp, có kiểm soát LC cholesterol, có kiểm soát đường máu và HB1C, hay là thay đổi lối sống, hay là sử dụng aspirin, thì chúng ta sẽ sử dụng cái biến nào và cái chiến lược nào sẽ đem lại lợi ích cho người bệnh? Vâng. Đợt này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, chúng ta nghĩ rằng là gì ạ? Là kiểm soát đường máu với HB1C. Tuy nhiên đáp án là đáp án sai, vì thực ra cái lợi ích lớn nhất mà người bệnh có thể, một bệnh nhân đái tháo đường có thể thụ hưởng được chính là nhờ câu chuyện kiểm soát huyết áp. Lý do vì sao chúng tôi có thể nói được câu chuyện như thế này thì chúng ta tính cái number needed to treat, tức là cái số lượng bệnh nhân được hưởng lợi, để chúng khi mà chúng ta hạ LC cholesterol 1 mmol, chúng ta hạ huyết áp từ 5 đến 10 mét thủy ngân, hoặc là chúng ta hạ B1C cứ khoảng 1%, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay nếu chúng ta muốn hạ biến cố mạch vành, cái lợi ích nhiều nhất là gì ạ? Là chính là nhờ cholesterol máu, chúng ta điều trị rất ít bệnh nhân chúng ta đã được hưởng lợi. Nếu chúng ta muốn làm giảm biến cố liên quan đến tai biến mạch não, lợi ích lớn nhất thu được là nhờ gì ạ? Là nhờ về kiểm soát huyết áp. Và nếu chúng ta gộp lại chung vào biến cố tim mạch thì lợi ích thu được hưởng lợi nhất chính là về câu chuyện mà làm điều trị kiểm soát huyết áp của người bệnh. Như vậy rõ ràng là cái chúng ta nghĩ rằng ở trên bệnh nhân đái tháo đường chúng ta nhằm vào cái đích đái đường là không đúng, mà trong khi đó chúng ta cần phải đánh giá một cách tổng thể và đưa ra một cái nhìn tổng quát hơn về các yếu tố nguy cơ tim mạch này. Chúng ta đi tiếp theo vào câu hỏi quiz tiếp theo là để đi vào từng cái nhát cụ thể, và nếu bây giờ chúng ta đi sâu vào huyết áp thì đâu sẽ là cái chính, và chúng tôi xin phép được active cái slide này để chúng ta có thể bình chọn, đúng không ạ? Vậy đối với cả câu chuyện này thì như thế nào? Chúng ta nhìn thấy mục tiêu kiểm soát huyết áp của một người đái tháo đường là bao nhiêu? Chúng ta có các cái mốc như sau: 140/90, có cái mốc 140/80 nếu các bạn đọc một số guideline, 130/80, hay là càng thấp càng tốt, hay là tùy theo từng triệu chứng của người bệnh. Vâng, và tất cả ở đây thì đều đồng thuận một cái mốc là 130/80. Chúng tôi hơi ngạc nhiên là tại sao vẫn còn có các bạn mà có những cái mốc khác, bởi vì thực ra theo cái đồng thuận từ ASC năm 2018 chúng ta đã có một cái mốc thấp hơn rồi. Và đây là cái những cái phần mà chúng ta muốn thấy là gì ạ? Đây là cái ngưỡng điều trị huyết áp để cho dù là bệnh nhân có đái tháo đường hay bệnh mạch vành thì thực ra bây giờ người ta đã đưa xuống cái mốc 130/80 và cố gắng là gì ạ? Là huyết áp tâm thu là dưới 120, không quá 120. Tức là nếu như bệnh nhân quá thấp thì sẽ có thể có vấn đề, còn nếu nói chung thì chúng ta sẽ duy trì ở cái mức là gì ạ? Là 130/80, đấy là cái đích để chúng ta cần đạt được. Và với cái đích như thế này thì rõ ràng là cái xu thế quan trọng là cần phải phối hợp thuốc từ đầu để chúng ta có thể kiểm soát một cách tốt hơn, và muốn kiểm soát tốt hơn thì lúc đó chúng ta mới giảm được các cái biến cố tim mạch. Tuy nhiên câu chuyện là gì ạ? Cái lợi ích thực sự từ việc kiểm soát huyết áp tích cực nó chỉ rõ ràng ở những cái bệnh nhân mà kiểm soát đường máu tiêu chuẩn mà thôi,
Còn trên một bệnh nhân mà đã kiểm soát được máu hết sức tích cực, tức là đâu đó chúng ta có các tác dụng được hưởng lợi nhờ trên huyết áp, thì thực ra cái lợi ích từ việc kiểm soát huyết áp tích cực này nó sẽ giảm đi. Câu hỏi tiếp theo là gì ạ? Là đối với cả câu chuyện kiểm soát huyết áp tích cực như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc men là như thế nào? Và chúng tôi xin phép được hỏi các bạn đồng nghiệp một cái câu như sau. Đối với cả cái câu chuyện huyết áp mà đầu tay là 150 trên 95 thì thuốc hạ huyết áp đầu tay ở bệnh nhân đáy tháo đường là bao nhiêu? Ức chế men chuyển hay ức chế hữu thể, chạy beta hay chạy kênh canxi hay lợi tiểu hay là nhóm nào cũng được. Vâng, một câu hỏi có vẻ là tương đối đơn giản các bạn đúng không ạ? Chúng tôi sẽ thử xem là đáp án là như thế nào. 62 trường hợp đưa là cái đáp án, tuy nhiên còn một đáp án đúng nữa. Còn một đáp án đúng nữa, đó là nhóm nào cũng được. Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta thử xem xét câu chuyện như thế nào. Đây là đánh giá cái hiệu quả về điều trị hạ huyết áp và giảm tử vong của đơn và đa trị liệu như bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta thấy là gì ạ? Khi mức huyết áp còn thấp, tất cả hiệu quả của các loại thuốc là như nhau. Thiazid, beta blocker, chạy kênh canxi hay chạy beta giao cảm lớn như nhau, và chỉ đến khi nào bắt đầu gì ạ? Bắt đầu huyết áp cao lên, chúng ta cần phải phối hợp trị liệu, thì lúc đó cái việc phối hợp thuốc nó mới đem lại giảm tử vong của vối tim mạch, và lúc đó cái dạng phù hợp sẽ là ức chế men chuyển cộng với chạy kênh canxi. Như vậy rõ ràng là gì ạ? Là trước đây chúng ta cứ đinh ninh một câu là ức chế men chuyển, ức chế hữu thể là cái thuốc đầu tay, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Dựa trên các số liệu thực tế, chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ thay đổi dần cái quan điểm. Đây là một cái bảng phân tích gộp khác so sánh các cái phương án điều trị khác nhau để chúng ta thấy hiệu quả là như nào. Như vậy rõ ràng ở câu chuyện là khi huyết áp tăng cao, khi chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp cách tích cực, phối hợp thuốc là quan trọng, thì lúc đó ức chế men chuyển hay là chạy kênh canxi nó bắt đầu bộc lộ ưu thế ở nhóm đái tháo đường, còn ở nhóm thấp thấp thôi thì thực ra câu chuyện hạ huyết áp thế nào cũng được. Và chính vì thế cho nên nếu chúng ta nhìn nhận lại là cái thuốc nào thực sự có tác dụng bảo vệ tim mạch và bảo vệ thận ở trên bệnh nhân đái tháo đường, thì đây là một cái phân tích gộp khác so sánh rất là nhiều các cái nhóm khác nhau để tìm ra cái gì là cái thực sự quan trọng. Thì người ta thấy là gì ạ? Cái nhóm thực sự nó bảo vệ tim mạch ở những bệnh nhân đái tháo đường, đó là nhóm ức chế men chuyển, ức chế hữu thể. Tương tự như vậy, cái nhóm để bảo vệ các biến cố trên thận, đó là ức chế men chuyển, ức chế hữu thể. Và như vậy chúng ta có thể phối hợp hai thông tin vào với nhau. Chúng ta có thể thấy đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn chọn hai đáp án, ức chế men chuyển, ức chế hữu thể vẫn là cái để bảo vệ tim mạch và thận. Tuy nhiên, đối với cả những cái giai đoạn đầu khi huyết áp chưa tăng cao thì thực ra nó không quá quan trọng như chúng ta thường nghĩ, để chúng ta có một cái lựa chọn khác phù hợp hơn. Bên cạnh cái câu chuyện mà hạ được con số huyết áp thì đối với người đái tháo đường nó còn một cái việc nữa hết sức quan trọng, đó là vấn đề biến thiên huyết áp như thế nào. Và nếu chúng ta chia cái biến thiên huyết áp ra, chúng ta sẽ thấy ở một bệnh nhân bình thường cũng như một bệnh nhân đái tháo đường nó có rất nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như tăng huyết áp tăng vọt về buổi sáng, tăng huyết áp trong ban ngày tức là trong lúc chúng ta làm việc, hay là tăng huyết áp về đêm. Và nhóm đái tháo đường là cái nhóm điển hình ở cái câu chuyện hoặc là tăng huyết áp về đêm hoặc là tăng huyết áp tăng vọt về buổi sáng. Và nếu như vậy chúng ta sẽ thấy ngay tất cả những lý thuyết mà chúng ta đang áp dụng chủ yếu để áp dụng cho câu chuyện huyết áp lúc đỏ phòng khám vào ban ngày. Còn những cái khác liên quan đến biến thiên của huyết áp thì thực ra chạy kênh canxi tốt hơn rất nhiều so với ức chế men chuyển, hoặc là nếu chúng ta muốn giảm cái biến thiên huyết áp về đêm thì chúng ta còn có lợi tiểu, chúng ta còn có SGLT2 hoặc là thuốc acne là những dòng thuốc mới. Như vậy rõ ràng cái câu chuyện một phần nào để giải thích vì sao trong giai đoạn đầu tiên khi huyết áp chưa tăng cao chúng ta không nhìn thấy một sự lợi ích rõ rệt, bởi vì nó còn ngoài chuyện kiểm soát con số huyết áp, chúng ta còn cần phải kiểm soát cả biến thiên huyết áp nữa. Và có lẽ là trong một vài năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy cái trường phái để mà chúng ta giải quyết câu chuyện đó. Sang cái nhánh thứ hai là cái nhánh tiếp theo, cái hiệu quả thứ hai để giải quyết câu chuyện đó chính là kiểm soát lipid máu của người bệnh. Thế thì trước đây chúng ta nói có rất nhiều loại lipid khác nhau, nhưng nếu chúng ta đặt mọi thứ lên một bàn cân, chúng ta sẽ thấy câu chuyện là gì ạ? Là tất cả những gì chúng ta đang bàn ngày hôm nay phụ thuộc vào câu chuyện hiệu quả của hạ LC cholesterol như thế nào. Tất cả các thứ thuốc kể cả fibrat nó cũng có thể hạ được biến cố tim mạch. Tuy nhiên cái mức độ hạ biến cố tim mạch nó phụ thuộc vào mức độ hạ LC cholesterol, và đó là lý do vì sao hiệu quả nó không còn được nhiều như trước. Chúng tôi xin phép được đi đến câu hỏi quiz số 5 tiếp theo để hỏi về câu chuyện cái lipid máu là những cái gì mà chúng ta đang có bây giờ. Câu đầu tiên chúng ta muốn nói đến là gì ạ? Là mục tiêu kiểm soát LC cholesterol ở người đái đường là bao nhiêu? Chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta bàn. Mốc là 2.3 mmol trên lít, mốc 1.8 mmol trên lít, mốc 1.4, 1.0 hay là tùy theo mức độ nguy cơ tim mạch của người bệnh. Vâng. Chúng ta có thể nhiều mốc khác nhau nhưng cái đáp án đúng nhất đó là tùy theo mức độ nguy cơ tim mạch. Tại vì trên một bệnh nhân đái tháo đường, nguy cơ tim mạch nó có thể thay đổi. Và đối với cả cái mốc mà 1.4, cái mà chúng ta thường nghe đấy là dành cho cái nhóm có nguy cơ cao nhất.
Còn những cái nhóm khác cao hoặc là trung bình, chúng ta sẽ phải lựa chọn các mốc khác nhau. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy. Câu hỏi tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ dùng thuốc gì cho những bệnh nhân mà đái tháo đường mà có rối loạn tăng lipid? Thuốc đầu tay để điều trị rối loạn lipid máu của người đái tháo đường là gì? Vâng, câu này có thể dễ hơn với các bạn đúng không ạ? Chúng ta có statin, có fibrat, có ezetimibe, có kết hợp với dầu cá omega 3 hay là thuốc nào cũng được. Vì thực ra nó phụ thuộc vào việc chúng ta hạ được oxy cholesterol đến đâu. Vâng, cảm ơn các bạn ạ. Thực ra cái câu thuốc nào cũng được là sai. Cái mà chúng ta phải chỉ định đầu tay phải là statin, bắt buộc là như vậy. Mặc dù là đối với cả người đái tháo đường, chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Là rõ ràng là những bằng chứng cho chúng ta nhìn thấy là đối với cả cái câu chuyện hạ oxy cholesterol nó liên quan mật thiết đến các biến cố, và hạ oxy cholesterol càng thấp càng tốt, và nó trở thành những đường cong hết sức tuyến tính. Và những cái thử nghiệm mới trong năm 2018 cho trong thử nghiệm Fourier cho thấy là kể cả khi chúng ta hạ xuống 0,5 mmol trên lít nó vẫn có lợi và nó không làm gia tăng các biến cố. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải tính toán tính đến. Và nếu chúng ta muốn hạ oxy cholesterol một cách tích cực như vậy thì rõ ràng thuốc đầu tay phải là statin, bởi vì đấy là cái thuốc đầu tay để hạ được oxy cholesterol. Như chúng ta nhìn thấy ở đây, một cái lý do khác nữa liên quan đến những cái chỉ số mà chúng ta vừa bàn, đó là gì ạ? Là hiệu quả hạ oxy cholesterol nó chỉ khi nào nó hạ được trên 50% hoặc nó hạ được xuống cái mốc 1.4 hoặc 1.8, lúc đó mảng sơ vữa bắt đầu thoái triển. Đó là lý do vì sao mà gần đây cái xu thế kiểm soát đối với cả câu chuyện bệnh nhân đái tháo đường hay là bệnh nhân tim mạch có nguy cơ tim mạch nói chung là hạ xuống càng thấp càng tốt, nhưng cái mốc 1.4 mol trên lít chỉ để dành cho nhóm nguy cơ rất cao, tức là những bệnh nhân đái tháo đường mà đã có tổn thương cơ quan đích. Còn ngược lại, những bệnh nhân mà đái tháo đường mà chưa có tổn thương cơ quan đích thì chúng ta không đến mức phải hạ mạnh mẽ đến như vậy. Và như thế, đó là lý do vì sao cái câu trả lời của chúng ta phải là mặc dù xu thế bây giờ càng hạ càng thấp càng tốt, nhưng cái mốc đó nó phải phụ thuộc vào cái nguy cơ, ngưỡng nguy cơ của người bệnh. Rõ ràng từ năm 2012-2013, đái tháo đường đã là cái nhóm cần phải điều trị một cách tích cực dự phòng các biến cố. Tuy nhiên năm 2019 người ta có một bảng phân loại mới để chúng ta nhìn thấy cái cách phân chia các cái nhóm khác nhau. Một bệnh nhân đái tháo đường thực sự được gọi là nguy cơ rất cao khi có bệnh tim mạch hoặc là có các tổn thương cơ quan đích, ví dụ như là có đạm niệu, có suy giảm chức năng thận, có phì đại thất trái, hoặc là có trên 3 yếu tố nguy cơ, ví dụ như là tuổi cao, tăng huyết áp, rối loạn lipid, hút thuốc hoặc là béo phì, hoặc là đái tháo đường type 1 nhưng mà có đã khởi phát trong một thời gian rất dài trên 20 năm, thì đấy thuộc xếp vào nhóm nguy cơ rất cao, và đó là cái nhóm chúng ta cần phải hạ LC cholesterol xuống dưới 1.4 mmol trên lít. Ngược lại, những cái nhóm mà chưa có tổn thương cơ quan đích, chưa có thêm bất kỳ yếu tố nguy cơ nào khác thì chỉ xếp vào nhóm cao thôi, và cái ngưỡng đặt ra là 1.8. Và nếu mà những người đái tháo đường trẻ, ví dụ như là mắc type 1 khi mà dưới 35 tuổi, type 2 khi dưới 50 tuổi, và đặc biệt là mới mắc trong vòng 10 năm thì nguy cơ được gọi là vừa, và lúc đó cái ngưỡng kiểm soát LC cholesterol có thể cao hơn một chút nữa. Thì thành ra đây là cái bảng phân loại mới để giúp cho chúng ta nhìn nhận là không phải mọi bệnh nhân đái tháo đường đều giống nhau, mà nó khác nhau tùy theo mức độ nguy cơ tim mạch, đúng không ạ? Thế thì như chúng ta đã thấy là một cái mệnh đề rất là quan trọng là statin thì cũng dự phòng hiệu quả biến cố tim mạch ở người đái tháo đường giống hệt như một người thường, không có gì khác biệt cả, hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta hạ oxy cholesterol như thế nào. Tuy nhiên là trong những cái khuyến cáo mới, người ta thấy là để mà hạ được xuống những cái mốc như chúng ta vừa nói thì giống hệt như câu chuyện huyết áp, chúng ta cần phải điều trị tích cực để có thể kiểm soát LC cholesterol một cách tốt hơn. Và nếu chúng ta nhìn cái bảng ở đây, với những cái statin mạnh cùng lắm là chúng ta hạ được 50%, nhưng statin như simvastatin với liều cao chỉ hạ được 30%, và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải phối hợp thuốc, xem xét cái câu chuyện ezetimibe với PCSK9 để chúng ta có thể hạ được 85-90% LC cholesterol mà mới có thể đạt được cái đích mà chúng ta cần mong muốn. Và cái xu thế đó là cái xu thế cơ bản cho một nhân đái tháo đường. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ một chút thì câu chuyện nó không đơn giản là như vậy. Đối với cả những bệnh nhân đái tháo đường thì người ta còn nói đến cái câu chuyện là nguy cơ tim mạch tồn dư. Thì vì sao lại như thế? Bởi vì trên những bệnh nhân đái tháo đường có tăng triglyceride, đặc biệt là khi tăng cái vòng eo, thì những bệnh nhân có tăng triglyceride đó nó sẽ làm tăng cái LC nhỏ đậm đặc, và nó sẽ làm cho cái mà chúng ta nhìn thấy, cái thông số LC cholesterol mà chúng ta đo được nó bị thấp hơn thực tế, và chúng ta tưởng rằng bệnh nhân này nguy cơ thấp hơn, nhưng không phải, thực ra nguy cơ đối với cả LC cholesterol nó còn cao hơn rất nhiều, và chúng ta phải điều trị một cách tích cực. Và chính vì thế cho nên là xu thế bây giờ người ta vẫn điều trị LC cholesterol một cách mạnh mẽ bằng statin, để nó còn có cả tác dụng trên cả TG nữa. Và ngoài ra bây giờ năm vừa rồi có cái thử nghiệm REDUCE
chúng ta còn có thể kết hợp thêm cái dầu cá loại tinh khiết đấy ạ, loại nó có axit icopaben ethin để có thể làm giảm thêm các biến cố tim mạch, như đái tháo đường, nó vừa tác động vào triglycerides cho người bệnh và đồng thời vừa làm giảm biến cố tim mạch. Thì đấy là một vài cái thông tin để chia sẻ để làm thế nào để tối ưu hơn cái câu chuyện làm hại LC ketone ở bệnh nhân đái tháo đường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn nhận lại một chút là cái hiệu quả để có thể bảo vệ thận ở bệnh nhân đái tháo đường. Thì nếu như bệnh nhân mới bị gọi là mới suy giảm chức năng thận trong vòng độ 3 năm thì cái câu chuyện điều trị statin cách tích cực là có thể làm cải biến được chuyện này, còn nó hạn chế được albumin niệu, làm giảm chậm được cái tốc độ thoái triển. Còn nếu mà trên 3 năm thì câu chuyện nó khác đi, lúc đó gần như statin nó không có hiệu quả gì trong vấn đề bảo vệ thận ở bệnh nhân đái tháo đường. Bên cạnh cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói thì còn có một chi tiết rất là quan trọng là làm thế nào để chúng ta cũng kiểm soát cái biến thiên của LC ketone, nó giống như là kiểm soát biến thiên của huyết áp. Rõ ràng là một bản tổng kết của Bangalore trên SGCC 2015 cho thấy là nếu chúng ta để xảy ra cái biến thiên của việc kiểm soát LC ketone, nó cũng giống như biến thiên huyết áp, nó sẽ làm gia tăng đáng kể các biến cố tim mạch. Và đây là cái bảng tổ hợp để cho chúng ta nhìn thấy cái mức độ cần thiết khi chúng ta duy trì một sự ổn định của kiểm soát LC ketone cũng giống như là duy trì kiểm soát huyết áp. Thế đấy là những cái mảng lớn. Và bây giờ chúng tôi xin phép hỏi các bạn đồng nghiệp một câu hỏi liên quan đến câu chuyện là gì ạ? Là dùng kháng đông và kháng tiểu cầu là như thế nào? Đây là một cái chân kiềng tiếp theo. Vậy chỉ định dùng aspirin liều thấp ở bệnh nhân đái tháo đường để dự phòng tiên phát là gì? Dùng cho 100% bệnh nhân. Đấy là một trường phái. Có một trường phái khác gần đây là gì ạ? Là cắt sạch bởi vì nguy cơ chảy máu. Có một trường phái là gì ạ? Là khi nguy cơ tim mạch trên 10%. Có trường phái khác là khi tuổi trên 75. Và có trường phái là khi có tổn thương mạch máu nhỏ, ví dụ như là protein niệu. Vâng. Đáp án là gì ạ? Là nguy cơ tim mạch phải trên 10%. Còn nếu nguy cơ tim mạch mà dưới 10%, cái việc chúng ta dùng không đem lại lợi ích. Và đây là cái kết quả nghiên cứu cho chúng ta nhìn thấy câu chuyện đó. Thử nghiệm Axen trong năm 2018 đánh giá trên gần 16.000 bệnh nhân cho thấy là gì ạ? Là nó có thể làm giảm các biến cố tim mạch, nhưng mà cái phần trăm mà lợi ích làm giảm biến cố tim mạch nó bằng với cả cái phần trăm chảy máu, đều khoảng cỡ khoảng 12-14%. Và chính vì thế cho nên là thực ra người ta đã đánh giá lại cái vai trò của kháng aspirin cũng như là các cái phác đồ kháng đông khác ở người đái tháo đường. Và đối với cả một bệnh nhân mà nếu mà chúng ta chỉ dự phòng tiên phát đơn thuần thì nếu nguy cơ dưới 5% không cần phải sử dụng. Nếu nguy cơ từ 5-10% bắt đầu cân nhắc xem bệnh tiền sử chảy máu ra sao, và nó chỉ dành cho những bệnh nhân trên 10%, tức là nói chung chúng ta sẽ phải tính toán một chút trên những câu chuyện là những bệnh nhân mà đái tháo đường, những bệnh nhân đái tháo đường người trẻ, rõ ràng là cho dù chúng ta nghi có bệnh mạch vành hoặc là sơ vữa mạch vành cũng không có chỉ định dùng aspirin để dự phòng tiên phát. Còn đương nhiên dự phòng thứ phát lại là một câu chuyện khác, và lúc đó chúng ta cần cân chỉnh với những câu chuyện khác nữa. Và nếu chúng ta đặt mọi thứ vào bàn cân, một lần nữa các bạn sẽ nhìn thấy ngay đây là hiệu quả của việc kiểm soát các rối loạn chuyển hóa để đề phòng các biến cố tim mạch lớn trên những bệnh nhân đái tháo đường, tức là những cái tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim chết và đột tử. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ngay vai trò dự phòng của aspirin rất là thấp nếu mà là dự phòng tiên phát. Vai trò của kiểm soát HbA1c cũng như vậy, và cái nổi bật hàng đầu chính là kiểm soát cái gọi là nghề chính của chúng ta, đúng không, bác sĩ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường, đó là làm thế nào để kiểm soát huyết áp tâm thu và làm thế nào kiểm soát được LC ketone. Tuy nhiên, đấy là những dữ kiện trên gọi là thời hơi cổ một chút. Khi chúng ta đánh giá cái việc là liệu kiểm soát HbA1c càng thấp có càng tốt hay không, chúng ta thấy là gì ạ? Là có một giai đoạn cỡ khoảng từ 8 đến 10 năm. Nếu như bệnh nhân trước 8 đến 10 năm khi tổn thương các cơ quan nhỏ, các cơ quan lớn chưa được nhiều lắm, cái việc chúng ta kiểm soát HbA1c càng mạnh càng tốt. Nhưng sau 8 đến 10 năm câu chuyện bắt đầu thay đổi. Vậy thì chúng tôi hỏi các bạn một chút nữa, ôn lại cái phần vừa rồi, và đây là cái phần cuối cùng trong phần quiz của chúng ta để chúng ta có thể trao thưởng, đúng không ạ? Nhóm thuốc nào làm giảm biến cố tim mạch chính và suy tim ở những bệnh nhân đái tháo đường? Nhóm đầu tiên là TZD, thứ hai là ức chế D4, thứ ba là ức chế SGLT2, thứ tư là đồng vận GLP-1, và cái cuối cùng là phối hợp cả hai. Cảm ơn các bạn. Cái phần mà đáp án đúng chính là SGLT2, vì cái đồng vận LGP1 thì tuy có làm giảm biến cố tim mạch nhưng không hề làm giảm suy tim. Và đó là cái phần cuối để cho chúng ta có thể nhìn thấy cái gì sẽ diễn ra sau. Vâng ạ, như vậy là các cái tác động lên tim mạch và thuốc của đái tháo đường, thì bây giờ chúng ta xem lại một chút, chúng ta sẽ xem những cái chân kiềng chính. Và bây giờ quay trở lại cái phần chia sẻ của giáo sư Mạnh Hùng, chúng ta có khoảng cỡ 11-12 loại thuốc khác nhau đấy ạ. Và bây giờ hiệu quả bảo vệ tim mạch thực sự các loại dòng thuốc đấy là như thế nào? Nếu chúng ta đặt lên một bàn cân, những cái gì nó làm giảm biến cố tim mạch chính chỉ có một vài thuốc trong nhóm đồng vận LGP1 và các cái nhóm chính trong ức chế SGLT2. Còn lại các nhóm thuốc khác không làm hạn chế được cái câu chuyện là biến cố tim mạch lớn. Tuy nhiên đối với cả biến cố câu chuyện suy tim thì chỉ có một mình ức chế SGLT2 mà thôi. Đối với cả câu chuyện bảo vệ thận thì cũng tương tự như vậy.
thực ra thì các cái dòng thuốc mà để hạ đường máu nó đều có thể làm giảm albumin niệu. Tuy nhiên để ngăn ngừa cái tiến triển làm giảm mức lọc cầu thận thì thực ra theo các thử nghiệm mới như là Cresden thì cho thấy là gì ạ, là cuối cùng chỉ có SGLT2 mới có thể làm giảm được cái sự thoái triển của mức lọc cầu thận mà thôi. Chúng ta đi sâu vào một cái bằng chứng để một lần nữa minh chứng cho những gì chúng ta vừa thảo luận. Đây là hiệu quả tim mạch ức chế SGLT2 đánh giá trên các biến cố nguy cơ tim mạch chính. Đối với cả những bệnh nhân mà đã có biến cố xơ vữa thì tất cả các dòng thuốc tương tự như nhau, và chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Là các thuốc ức chế SGLT2 nó đều làm giảm đáng kể và bảo vệ thực sự khỏi các biến cố tim mạch chính. Tuy nhiên, nếu như bệnh nhân chưa có biến cố đó thì hiệu quả thực sự không đem lại nhiều lắm. Cái tác dụng bảo vệ suy tim thì ngược lại rõ ràng trên tất cả các nhánh, và cho dù bệnh nhân đã có biến cố tim mạch hay chưa đều có thể có tác dụng bảo vệ suy tim nhờ dòng thuốc này. Nếu chúng ta nhìn kỹ một chút và phân tích kỹ mức lọc cầu thận bao nhiêu đều cũng đều có cái tác dụng để bảo vệ suy tim như vậy. Khi chúng ta phân tích ở chia sâu vào các nhánh, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là hiệu quả bảo vệ tim mạch độc lập với chức năng thận ban đầu của dòng thuốc ức chế SGLT2, và đặc biệt là empagliflozin thì làm giảm tử vong hay là biến cố tim mạch chính nhất quán, bất kể là mức lọc cầu thận ban đầu là như thế nào, cho thấy là gì ạ? Là cái hiệu quả có thể bảo vệ các biến cố tim mạch chính. Nếu chúng ta xem xét một cái hiệu quả bảo vệ ở thận thì sao, thì cũng tương tự như vậy, cho dù là bệnh nhân thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nhìn thấy một cái tác động tương đồng chung của tất cả các nhóm thuốc này trong cái câu chuyện mà làm giảm các biến cố trên thận. Và tùy theo cái mức lọc ban đầu cầu thận là bao nhiêu, hiệu quả bảo vệ ở vẫn đó. Và đó là lý do vì sao mà trong cái thử nghiệm mà phân tích gộp ở trên Lancet trong 2019 người ta đưa ra, người ta đã chứng minh cho thấy là gì, hiệu quả chung bảo vệ tim và thận ở cái nhóm SGLT2. Còn đối với cả những bệnh nhân mà đã có biến cố tim mạch thì lúc đó SGLT2 làm giảm tiếp thêm các biến cố tim mạch chính nữa, bao gồm cả tử vong. Thế thì tại sao chúng ta lại nói đến SGLT1 là cái thuốc mà nó cũng làm giảm các cái biến cố tim mạch đặc biệt liên quan đến xơ vữa, nhưng nếu chúng ta so sánh hai nhóm với nhau chúng ta cũng thấy là gì ạ, cái hiệu quả bảo vệ làm giảm biến cố tim mạch của động vật SGLT1 hoặc là ức chế SGLT2 nó đều như nhau ở những bệnh nhân mà đã xảy ra biến cố tim mạch rồi. Ví dụ như là đã xảy ra tay biến mạch não, đã xảy ra nhồi máu cơ tim thì hiệu quả bảo vệ tim mạch, biến cố tim mạch chính ở các nhóm thuốc này là tương đương. Còn nếu nó chỉ đơn thuần là cái yếu tố nguy cơ thôi thì cũng không có gì khác biệt. Ngược lại đối với cả hiệu quả trên suy tim thì rõ ràng là SGLT2 nó làm ức chế SGLT2 nó làm giảm đáng kể tỷ lệ biến cố suy tim, trong đó thuốc đồng vật SGLT1 thì nó không làm thay đổi. Như vậy rõ ràng nó có tác dụng bảo vệ các biến cố tim mạch tương đương nhưng nó không có hiệu quả bảo vệ trên suy tim, và ưu thế đang nghiêng về SGLT2. Nếu chúng ta xem xét cái hiệu quả bảo vệ thận thì sao, thì chúng ta cũng thấy là gì ạ, là nếu chúng ta chỉ đánh giá trên các tiêu chí bao gồm của thoái triển albumin niệu, chúng ta sẽ thấy ngay là hiệu quả của SGLT2 nó tốt hơn trong cái câu chuyện là gì ạ, là chúng ta có thể hạn chế được cái thoái triển, được cái giảm của các cái mức lọc cầu thận, trong khi đó cái thoái triển của albumin niệu là khá là tương đồng, gần như các cái thuốc hạ đường máu nào cũng có thể hạ được albumin niệu. Những cái gì mà chúng ta vừa được nói đã thể hiện có rất nhiều các bằng chứng trên thực tế cũng như là ở trong đời thực qua các thử nghiệm lâm sàng cũng là tương đương, và đây là cái bảng tổ hợp để cho chúng ta nhìn thấy với các dữ kiện đời thực thì một lần nữa khẳng định cái vai trò bảo vệ tim và thận của cái nhóm ức chế SGLT2. Đi sâu vào phân tích hơn một chút thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái tác dụng này nó như thế nào và nó có gì đặc thù riêng. Thì việc đầu tiên là tác dụng bảo vệ tim mạch đến rất sớm. Như chúng ta nhìn thấy ở đây, các cái đường cong nó tách ra rất là sớm, ngay từ lúc ban đầu, và đặc biệt là bảo vệ cho bệnh nhân được khỏi phải nhập viện vì suy tim, làm cho chúng ta nghĩ đến là cái tác dụng bảo vệ có lẽ là nó nằm ở ngoài những cái gì mà chúng ta nhìn thấy tác động lên tim mạch. Hiệu quả bảo vệ là hoàn toàn nhất quán, cho dù là tiền sử bệnh nhân tim mạch như thế nào, có hay không có tiền sử tim mạch từ trước không quan trọng, hiệu quả bảo vệ tim mạch là như nhau. Và nếu mà chúng ta phân loại nguy cơ xuất hiện các biến cố theo cái nguy cơ xuất hiện các biến cố liên quan đến xơ vữa, được gọi là thang điểm TAS, chúng ta sẽ thấy là nguy cơ càng cao hiệu quả bảo vệ càng tăng, hay nói khác đi là cái hiệu quả bảo vệ tim mạch ở trên của cái dòng thuốc SGLT2 và đặc biệt là empagliflozin thông qua thử nghiệm APRET outcome là giải đều trên cả một cái biến thiên rộng khắp của các yếu tố nguy cơ. Bảo vệ nhất quán dù nguy cơ xơ vữa là như thế nào, đây là cái điều mới minh chứng cho chúng ta nhìn thấy dù là nguy cơ xơ vữa ít hay nhiều, tác dụng bảo vệ vẫn còn đó. Tuy nhiên cái tác dụng bảo vệ đặc biệt là làm giảm tử vong tim mạch này hoàn toàn độc lập với các nguy cơ tim mạch truyền thống, cho dù là hạ huyết áp, hạ oxy cortisol, hạ HB1C, nó hoàn toàn độc lập. Như vậy nó phải có một cơ chế gì đó khác ngoài những cái gì mà chúng ta đang nhìn nhận. Và nếu như chúng ta nhìn nhận, chúng ta sẽ thấy hiệu quả làm giảm tử vong chủ yếu liên quan đến suy tim, đặc biệt là cái phần mà suy tim nặng hay sốc tim. Như vậy là gì ạ? Là câu chuyện hiệu quả phòng ngừa biến cố tim mạch của SGLT2 liên quan đến suy tim. Và nếu chúng ta cân nhắc, chúng ta chia theo các cái mức độ suy tim khác nhau, chúng ta cũng thấy là gì ạ? Suy tim càng nặng, hiệu quả bảo vệ càng nhiều.
Một lần nữa cái này nó cũng được minh chứng thông qua DAPA glyphosin, thông qua cái thử nghiệm DAPA HF đấy ạ. Chúng ta chia một cái giải để xuất hiện các nguy cơ biến cố xuất hiện suy tim khác nhau, chúng ta cũng thấy mức độ suy tim nguy cơ càng cao thì hiệu quả bảo vệ nó càng nhiều. Và hiệu quả này hoàn toàn độc lập với những gì chúng ta nhìn thấy trong câu chuyện bảo vệ HbA1c hay không, độc lập với cả tác dụng của đái đường, đến mức mà bây giờ người ta coi những cái thuốc SSRI là một thuốc điều trị để suy tim. Và trong ít nhất là chúng ta có DAPA HF để chúng ta minh chứng câu chuyện đó, và trong năm tới sẽ có một loạt các thử nghiệm khác được công bố để minh chứng, để cho chúng ta nhìn thấy hiệu quả điều trị suy tim của thuốc này. Hiệu quả bảo vệ tim mạch hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện hạ đường máu, các bệnh nhân có hạ đường máu hay không nó cũng không liên quan gì đến câu chuyện đó. Và như vậy là cái bảo vệ tim mạch là hoàn toàn độc lập với tác dụng đó. Và điều đặc biệt quan trọng là gì ạ, là chúng ta nhìn nhận thấy một cái sự tương tác rất có lợi giữa những thuốc điều trị suy tim hiện đại với cả ức chế ACT2. Ví dụ thông qua thử nghiệm Paradise HF chúng ta thấy là gì ạ, là nếu chúng ta điều trị acne, việc kiểm soát HbA1c sẽ trở nên ổn định và tốt hơn. Đối với cả trong thử nghiệm Paradise HF, nếu chúng ta phối hợp cả hai thuốc giữa acne và ACT2, việc kiểm soát nó sẽ tốt hơn. Như vậy rõ ràng chúng ta có một sự tương tác có lợi, và nếu như bệnh nhân có thể dùng được thì tốt nhất. Thậm chí trong câu chuyện điều trị suy tim cấp có hiệu quả, chúng ta cũng nhìn thấy empagliflozin điều trị suy tim cấp hiệu quả, và nó không làm cô đặc máu như chúng ta thường nghĩ, và thậm chí nó làm giảm cái biến cố trong vòng ngay trong lúc giai đoạn ban đầu. Như vậy rõ ràng là dần dần chúng ta sẽ nhìn thấy cái vai trò bảo vệ suy tim, phòng ngừa các biến cố tim mạch và làm giảm biến cố suy tim sớm hơn những bệnh nhân có suy tim cấp. Vậy cơ chế chính nào của SGLT2 để phòng ngừa được suy tim? Nó có rất nhiều các cơ chế khác nhau, những bạn đồng nghiệp có thể nhìn thấy ở đây. Nó liên quan đến việc lợi tiểu, làm giảm mô kẽ, rồi làm giảm các gánh nặng vân vân. Thì một lần nữa nó được tổng kết trong các slide mà chúng ta đã được nghe rất nhiều các hội thảo. Chúng tôi chỉ xin phép được đi rất nhanh. Thứ nhất là hiệu quả ức chế của lợi tiểu của SGLT2 là nó nhằm vào câu chuyện làm giảm cái lượng nước ở trong mô kẽ, chứ không phải là nước ở trong lòng mạch. Như nước ở trong lòng mạch thì là lợi tiểu quai, furosemide chúng ta nhìn thấy, và nó sẽ gây hạ huyết áp, nó sẽ gây suy giảm chức năng thận. Còn ngược lại SGLT2 thì sao ạ? Nó làm giảm chủ yếu trong mô kẽ là chính. Nó có làm giảm đâu đó thể tích lòng mạch, và vì thế chúng ta có thể thấy là trong giai đoạn đầu mức lọc của thận hơi xuống một chút, sau đó sẽ phục hồi lại nhờ được cái câu chuyện nó duy trì được cái thể tích ở trong lòng mạch để tưới máu. Rồi chính vì thế nên là nếu mà chúng ta điều trị bằng dapagliflozin hoặc chúng ta điều trị bằng empagliflozin, chúng ta không thấy thay đổi các cái marker như NT-proBNP. Đấy là một cái điểm lý do vì sao mà có tác dụng lợi niệu nhưng không làm thay đổi NP, bởi vì nó không làm thay đổi nhiều lắm cái thể tích trong lòng mạch, nhưng cái thể tích kẽ thì làm tốt, và chính vì vậy cái hiệu quả làm giảm điều trị tim nó rất là tốt. Và chính vì nhờ lên làm giảm thể tích kẽ như vậy nên bản chất của câu chuyện là gì ạ, là các cái chỉ số liên quan đến huyết áp trung tâm, ví dụ như là áp lực rồi cái dòng phụt ngược về của cái huyết động nó được cải thiện tốt hơn, và nhờ vậy công của cơ tim làm giảm đi. Và empagliflozin qua cái thử nghiệm empahemodynamic cho thấy là làm giảm được, thay đổi được các thông số này mà không cần phải thay đổi cái chỉ số marker sinh học như là BNP. Thành ra là chúng ta nhìn thấy là thông qua những cơ chế gián tiếp làm giảm được cái công lên cơ tim, và nhờ vậy là bảo vệ cơ tim một cách tốt hơn. Rồi nó làm giảm bớt được hoạt tính, nhờ những câu chuyện đó nó làm giảm được hoạt tính thần kinh giao cảm bệnh nhân đái tháo đường, và đảo ngược được quá trình tái cấu trúc thất trái, đỡ đi được chết theo chương trình, làm giảm được các cái hình thành các cái mô sơ ở bên ngoài. Và nó còn có nhiều tác dụng khác, ví dụ như là thông qua cái kênh trao đổi natri hydro exchange, và nhờ vậy nó làm tốt hơn trong cái câu chuyện bảo vệ tim mạch của chúng ta. Và đặc biệt quan trọng là gì ạ, là nó làm tăng cái tổng lượng ATP trong cơ tim, và nhờ vậy giúp cho phòng ngừa suy tim một cách tốt hơn, sử dụng được cái hiệu đến được cái sử dụng là cái năng lượng cách tối ưu hơn, và nhờ vậy cái tác dụng bảo vệ cơ tim nó đến từ rất sớm và đến từ ban đầu. Và chính vì thế cho nên chúng ta nhìn thấy cả một chuỗi tác dụng như vừa rồi, và không phải là một cái gì xa lạ khi mà tất cả các bác sĩ tim mạch đều hồ hởi và nồng nhiệt để đón chào cái SGLT2 như vậy. Chúng ta nhìn thấy một cái tác dụng đa chiều của tác thuốc tim mạch cho bệnh nhân đái tháo đường với những thuốc có tác dụng trên tim mạch, hoặc là ngược lại những thuốc tim mạch mà có tác dụng những thuốc đái đường có tác dụng trên tim mạch. Và đó là một cái sự hòa trộn mà nó là lý do vì sao chúng ta phải ngồi ở đây để tiếp tục trao đổi với nhau các cơ chế. Thế thì cái gì nó sẽ làm thay đổi câu chuyện trong năm vừa qua? Đó là cái slide mà giáo sư Mạnh Hùng cũng đã trình bày. Trên cơ sở đó chúng ta cần phải đánh giá lại cái nguy cơ tim mạch ở trên những bệnh nhân đái tháo đường để chúng ta lựa chọn thuốc. Và đối với cả những bệnh nhân trước đây, còn bệnh nhân đái tháo đường trước đây còn nghĩ đến metformin như một cái thuốc đầu tay, bây giờ metformin đã bắt đầu giảm xuống, người ta đưa SGLT2, người ta đưa SGLT1 lên như là một cái thuốc đầu tiên tùy theo mức độ nguy cơ tim mạch. Nhưng nếu mà còn để phòng ngừa cả cái suy tim vốn là cái biến cố thường gặp khác thì lựa chọn đầu tay của tôi sẽ là SGLT2. Đó là lý do vì sao trong khuyến cáo người ta nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Nó đẩy cái những cái mức những cái khuyến cáo đến mức 1A,
đặc biệt là với glyaturide hoặc là empagliflozin đối với cả câu chuyện là giảm tử vong. Thế thì đây là cái bảng để mà cho chúng ta nhìn thấy, nếu chúng ta dựa vào dữ kiện của empagliflozin dựa trên thử nghiệm APPROACH Outcome, chúng ta sẽ đánh giá được lợi ích về mặt sống còn khi những bệnh nhân đái tháo đường như thế nào. Chúng ta thấy bình thường người ta mất khoảng 6 năm, và nếu chúng ta nhìn nhận trở lại, chúng ta sẽ thu được cỡ khoảng 5 năm đối với cả những bệnh nhân ở 50 tuổi. Những bệnh nhân ở 60 tuổi chúng ta sẽ có lợi được khoảng 3 năm nhờ cái việc chúng ta ứng dụng cái thuốc mới. Như vậy rõ ràng là gì ạ? Đối với cả những câu chuyện liên quan đến bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải nghĩ lại để làm thế nào để có lợi hơn. Rõ ràng dự phòng các biến cố tim mạch thận ở người đái tháo đường trước đây thì chủ yếu dựa vào các cái thuốc mà không phải là thuốc hạ đường máu, ví dụ như là statin, ức chế men chuyển, ức chế dưỡng thể, aspirin. Tuy nhiên gần đây chúng ta có những cái thuốc mới và rõ ràng là ưu thế đang nghiêng về ACT2 với cái tính năng là bảo vệ cả tim mạch, cả thận, đặc biệt là làm giảm cả suy tim và cả cái tiến triển của suy thận. Hiệu quả, những cái hiệu quả biến cố này nó được ổn định xuyên suốt trên khắp một giải biến thiên về nguy cơ tim mạch hay thận của người bệnh, và đó là lý do vì sao chúng tôi nghĩ rằng cần phải khởi trị sớm ACT2 để phòng hoặc là giảm biến cố tim mạch ở những bệnh nhân đái tháo đường một cách có hiệu quả ngay từ đầu, hoặc là đối với cả những bệnh nhân của chúng ta để chúng ta có được hưởng lợi được tốt hơn. Và xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn đồng nghiệp ạ. Vâng ạ. Và sau đây chúng tôi xin phép được bật lại một cái ô khác để chúng ta có thể ra được cái kết quả của những cái gì mà chúng ta vừa xem. Vâng.